Sáng ngày 17 tháng 9, sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN, CAE-XPO và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ. Tại hội chợ, Việt Nam tiếp tục là nước tham gia có quy mô lớn nhất ASEAN với khoảng 200 gian hàng trên diện tích gần 5.000 m². Nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao được giới thiệu, thu hút khách tham quan, mua sắm như Vinamilk, TH True Milk, Thái Dương, cà phê Trung Nguyên, giày dép Bình Tiên, thực phẩm Vĩnh Tiến, nông sản thực phẩm Vĩnh Hiệp. Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, núi liền núi, sông liền sông, Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, là nền tảng quan trọng để hợp tác, trao đổi thương mại. Thủ tướng mong muốn với ưu thế gần gũi địa lý, Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc. Ngày 17 tháng 9, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức lễ viếng dân hương dân hoa tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi, nhân kỷ niệm 56 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu Đất Thép Thành Đồng, ngày 17 tháng 9 năm 1967, ngày 17 tháng 9 năm 2023. Đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Tám và mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thái, cùng ngụ xã An Nhân Tây, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các mẹ. Đồng chí cùng đoàn gửi những phần quà đến các mẹ và gia đình. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Đỗ Thị Sang, Lê Thị Sanh và mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Liếp cùng ngụ xã Phú Mỹ Hưng. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Đậm và mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nghi, xã An Phú. Sáng ngày 17 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định tới đường Đỗ Xuân Hợp. Công trình đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 khởi công năm 2017, tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 3,3 km. Theo đó, đoạn song hành từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Mai Chí Thọ lưu thông hai chiều các loại ô tô con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe hai bánh. Cấm các loại ô tô tải, ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này. Thông tin ban đầu vào rạng sáng ngày 17 tháng 9, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một bệnh nhi 60 tháng tuổi, quê xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, có biểu hiện quấy khóc, đau họng. Sau khi kiểm tra và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị dị vật là một đồng xu kẹt tại cơ thắt thực quản trên, rất gần đường thở. Bệnh nhi được chỉ định nội soi gấp dị vật. Với sự phối hợp giữa các bác sĩ khoa nhi, phòng nội soi, gây mê, sau khoảng 10 phút, dị vật là một đồng xu hình tròn, đường kính khoảng 2cm, đã được lấy ra khỏi thực quản. Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc đang chơi đùa, bé gái có ngậm một đồng xu và chẳng may nuốt vào họng. Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định và hết đau họng. Lúc 22 giờ 18 phút ngày 16 tháng 9, một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, bỗng dưng phát cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều động cán bộ chiến sĩ xuất một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe bồn tiếp nước đến hiện trường. Lực lượng phá cửa triển khai các đội hình chữa cháy, làm mát các khu vực xung quanh, không để cháy lan diện rộng. Ít phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ngày 16 tháng 9, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để thăm hỏi động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu, bị thương khi truy bắt một nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy.
Theo đó, trưa ngày 15 tháng 9, tại khu vực đường Phan Huy Chú, phường 2, thành phố Vũng Tàu, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu tổ chức vây bắt đối tượng Đặng Quốc Hùng, sinh năm 1993, trú tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, bị tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành theo yêu cầu kiểm tra của lực lượng công an, mà còn dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích cho Trung úy Ngọc. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay trong ngày. Riêng Trung úy Đỗ Hồng Ngọc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều trị vết thương.